Quý vị khán giả ơi, Hà Nội đang mưa rất to các bạn ơi. Hiện tại thì Quốc Sáng không dám ra ngoài để live để cho các bạn nhìn rõ được, nhưng mà Quốc Sáng đang cố gắng là sẽ quay ra cái phần ngồi ở trong nhà để quay ra quý vị ạ, tại vì sấm sét quá dữ dội. Hiện tại thì nhà Quốc Sáng ở khu vực gần đường Nguyễn Trãi thì có thể thấy là cái phía đây quý vị thấy mưa rất là to, là nhìn qua cửa sổ thôi nhưng mưa rất to. Phía bên đường Nguyễn Trãi, phía từ Hà Đông về phía ngã tư Sở thì đã rất là tắc, mà tắc từ phần trên hầm chui của Thanh Xuân luôn các bạn ạ. Muốn mở cửa sổ ra mà mưa ướt to quá, hắt ướt hết cả nhà luôn. Các bạn có thể thấy này, mưa xối xả. Và ngồi ở trong nhà thôi cũng nghe thấy tiếng sấm sét rất đó, các bạn nghe thấy không? Ngồi ở trong nhà mà còn nghe thấy tiếng sấm sét rất dữ dội. Thực sự là ngày hôm nay thì Quốc Sáng nghĩ là nếu mà buổi sáng ngày hôm nay các bạn không có việc phải ra ngoài thì tốt nhất chúng ta nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Vì thực sự là những cái người mà đang di chuyển ở ngoài đường thì trông họ rất là vất vả. Và hôm nay thì Quốc Sáng nghĩ là nếu mà có đi làm muộn thì cơ quan cũng sẽ châm trước cho, vì thực sự là thời tiết quá bất lợi để chúng ta khi mà di chuyển ở ngoài đường. Rất là nguy hiểm. Ngập chưa anh Kim Huy? Có một số tuyến đường đã ngập rồi, nhưng mà Quốc Sáng thấy ở gần nhà Quốc Sáng là có thấy đường Lương Thế Vinh này, hay là đường đường Lương Thế Vinh hay là Chiều Khúc này, rồi một số khu vực ở Mỹ Đình thì theo khán giả cập nhật thì cũng đã ngập rồi. Tuy nhiên thì mặc ngập thì không quá sâu, thế nhưng mà cái nguy hiểm đấy là sấm sét rất dữ dội. Thực sự là Quốc Sáng muốn ra ngoài để quay cho các bạn xem kỹ rõ hơn, nhưng mà thực sự là hiện tại bây giờ là không thể ra ngoài được các bạn ạ, vì là mưa quá lớn. Ngồi ở trong nhà mà còn rất là sợ vì sấm sét rất dữ dội. Và theo cái hệ thống quan trắc sét của Đài Khí tượng Cao Không thì trong buổi sáng ngày hôm nay thôi đã có hàng trăm cú sét đánh xuống Hà Nội, và đến hiện tại phải đến hàng nghìn cú sét đánh xuống rồi. Theo bạn Đặng Quang Huy có comment là Tố Hữu mặt đường cao như thế mà sét ngập kinh khủng rồi này. Các bạn ơi, Quốc Sáng sẽ mở cửa để các bạn xem một chút nhá, vì thực sự là mưa rất to. Đây các bạn nhìn này. Úi dồi. Có thể nghe được cái tiếng mưa này. Đây, mưa ướt hết cả nhà đây. Không dám mở cửa luôn các bạn ạ. Mưa trắng trời luôn. Hiện tại thì theo Quốc Sáng quan sát đây, các bạn có thể thấy là cái phía bên hơi mờ nhỉ, nhưng mà phía đường Nguyễn Trãi ở bên kia đã rất là tắc rồi, không thể di chuyển từ phía Mạn Hà Đông lên là đã tắc nghẽn rồi các bạn ạ. Vì hôm nay cũng rất nhiều người di chuyển bằng ô tô, mưa to như thế này cơ mà. Và thực sự là càng ngày càng lúc càng mưa to các bạn ạ, mưa to hơn cả lúc nãy luôn. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng sấm sét rất là kinh khủng các bạn ạ. Trời ơi, tại sao có một ngày buổi sáng mà nó lại kinh khủng, thời tiết lại kinh khủng như thế này. Theo cập nhật thì hiện tại là cái vùng mây nó vẫn đang phát triển rất là mạnh ở khu vực Hà Nội, khả năng nó sẽ còn mưa hết trong buổi cái sáng ngày hôm nay, phải đến tầm đầu giờ chiều, trưa đầu giờ chiều nó mới tạnh các bạn ạ. Còn trong khoảng 1 đến 2 tiếng tới là vẫn có mưa to như thế này. Vì thế mà chúng ta cũng hết sức là chú ý khi mà phải ra di chuyển ra ngoài đường.
Chính là đi tàu điện như thế này lại là an toàn các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Những ai đi tàu điện thì thực sự là nếu mà tiện thì đi hôm nay ngày hôm nay lại rất là tiện, không tắc đường, và lại là một cái phương tiện rất là hữu ích cho trong những cái ngày mưa như thế này, để chúng ta không bị mưa này, không bị sấm sét nguy hiểm này, mà lại di chuyển rất là nhanh, đến cơ quan vẫn kịp giờ. Sấm rung quả cửa, đúng thật ạ. Mưa to đến cái mức mà bây giờ không hiểu sao mà rột cả vào nhà ấy này. Mưa kiểu cái cửa sổ nó không thoát được kịp nước ấy các bạn ạ. Hôm nay là ngày thứ tư đúng các bạn nhỉ? Hôm nay là thứ tư giữa tuần rồi. Cô sáng nghĩ hy vọng là các cơ quan thì cũng ít công việc hơn để mọi người có thể đến muộn hơn một chút. Và cũng vì điều kiện thời tiết bất lợi như thế này thì cũng không là cái điều không ai mong muốn cả. Và cái việc đến muộn là cũng là cái điều mà mọi người cũng có thể phải chấp nhận cái điều đó và phải châm chước cho cái điều đó. Đúng rồi đấy ạ, sếp ơi, có cảnh báo sấm sét không nên ra đường, đúng mà thực sự là sấm sét như thế này ấy không nên ra đường các bạn ạ. Nếu mà không trong trường hợp không phải đi làm hay là không có việc gì cần thiết thì quý vị cũng nên ở trong nhà là hợp lý hơn. Quả tàu điện chạy qua là mention luôn. Đấy các bạn thấy không, sét thực ra đây là trời đang buổi sáng, các bạn không nhìn thấy sét thôi, chứ buổi tối thì trời sáng cả bóng sáng cả bầu trời luôn ấy, tại vì sét rất nhiều. Nhưng mà hiện tại là buổi sáng chúng ta không nhìn được rõ tia sét thôi, chúng ta chỉ nghe tiếng sấm nhiều, nhưng bản chất là sau tiếng sấm nhá thì mới là sét đánh các bạn ạ. Thì các bạn cứ để ý mà xem, sau tiếng sấm sẽ là những cú sét đánh rất là dữ dội. Mưa rất là to luôn ý. Mình sẽ di chuyển ra ngoài ban công một chút để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Mặc dù ban công nhà Quốc Sáng thì nó cũng hơi bị che một chút, tại vì là ban công nhà mình thì lại có cái quây bẫy chuột. Vì thế mà hy vọng mà các bạn cũng không. Đây các bạn ơi, mưa rất là to luôn ạ. Các bạn có thể nghe tiếng mưa này. Sấm thì thôi rồi. Các bạn ạ, sấm thì thôi rồi. Đứng ra ngoài này cũng rất là nguy hiểm các bạn, nên là cô Sáng đứng một lúc thôi. Thực sự là những ai đang phải di chuyển ở ngoài đường như thế kia là quá là vất vả luôn các bạn, là quá là khắc nghiệt luôn. Cô Sáng nghĩ là sẽ đi vào trong cửa sổ kia thì sẽ nhìn rõ hơn, mưa hơn. Ngoài này thì nhìn trông nó không được rõ lắm. Ở trong nhà mà cũng không khác gì là ngoài đường luôn, sấm sét dữ dội. Vẫn nghe thấy tiếng rõ luôn các bạn ạ. Các bạn đang hỏi là mưa đến bao giờ đúng không ạ? Mưa khả năng cũng phải còn khoảng trong khoảng một tiếng nữa các bạn ạ. Hiện tại thì một số khu vực ở Hà Nội đã bị ngập rồi. Các bạn mà có những hình ảnh về ngập thì các bạn có thể gửi về fanpage Dự báo Thời tiết VTV để chúng tôi có thể cập nhật nhé. Hiện tại như cô Sáng đây, cô Sáng các bạn có thể thấy này, mưa vẫn rất to. Đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang rất là tắc.
mà rất hay là theo hình ảnh radar ghi nhận thì xung quanh Hà Nội không có mưa quá to, nhưng mà chỉ riêng khu vực Hà Nội mưa rất to. Hà Nội nhiều khi nó cũng là một cái mảnh đất rất là tâm linh, địa linh nhân kiệt các bạn ạ. Nhiều khi xung quanh Hà Nội thì không mưa mấy, nhưng mà riêng Hà Nội có một cái cục mây rất lớn và mưa thì rất to, gây ngập này, rồi giấm sét các thứ rất là nguy hiểm. Mưa mưa khủng khiếp với các bạn ạ, sáng nay là mưa, gọi là mưa dã man. Sấm sét hiện tại nhá, theo quan sát của đài khí tượng cao không, họ gửi số liệu trên đài thám không họ gửi về ấy, thì sét đánh ở Hà Nội đã phải lên hàng nghìn cú rồi các bạn ạ. Sét đánh xuống Hà Nội đấy. Hy vọng là sẽ không có những cái thiệt hại về tài sản cũng như là về con người. Vì không chỉ là ở khu vực nội thành thì chúng ta thấy là nhiều tòa nhà cao tầng này, hay là nhiều những cái thiết bị chống sét hơn. Thế nhưng mà ở các khu vực ngoại thành Hà Nội thì vẫn còn rất nhiều những cái vùng mà hẻo lánh, rồi là thoáng nhiều cánh đồng thì sét đánh xuống rất là nguy hiểm. Vì những cái khu vực trống trải này, những cái khu vực mà thưa thớt dân cư, rồi là những cái khu vực mà đất cao hơn so với bình thường ấy, thì nó lại là những cái nơi mà thu hút sét đánh xuống. Chị Quỳnh Hoa ơi, chị Quỳnh Hoa đang xem, chị Quỳnh Hoa có thể quay ở ngoài ban công vì Quỳnh Hoa, nhà Quỳnh Hoa cũng được đấy ạ. Không biết là các bạn khán giả ở Hà Nội đã bạn nào đến được nhà cơ quan chưa? Hy vọng là các bạn đã đến cơ quan an toàn, mặc dù có thể là cũng sáng nghĩ cũng sẽ bị khá là ướt quần áo hoặc là khó chịu đúng không ạ? Tại vì là ngày hôm nay di chuyển rất là vất vả như thế này. Hiện tại thì cũng sáng thấy là khu vực đường Nguyễn Trãi ở bên kia đường đã bắt đầu thông thoáng hơn. Có lẽ là mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển được rồi. Hôm nay còn họp Quốc hội các bạn ạ. Vì thế mà thời tiết rất là khủng khiếp thế này, thì không biết là mọi người di chuyển đến có kịp giờ hay không nữa. Sáng nay thực sự là những mọi người mà ai mà không cần báo thức luôn đấy ạ, tại vì là sét đánh rất là to, sấm sét rất là to, chúng ta tự dậy được luôn. Tại vì như Quốc sáng là Quốc sáng cũng đã bị tỉnh một lúc, ngay từ lúc không biết là mấy giờ, nhưng có nghĩa nghĩa rất là sớm. Mong mọi người đi đường đều an toàn, đúng rồi ạ, mong mọi người đều an toàn chứ không mưa thế này. Nhà bạn nào mà gần cái đường sắt Cát Linh Hà Đông này, chúng ta có thể di chuyển bằng đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng được. Quốc sáng thấy đây là một cái phương tiện rất là hữu ích trong những ngày mưa gió hay là nắng to, rồi là di chuyển thì chúng ta không phải lo lắng về giờ giấc, vì thực sự là đi tàu thì rất là đúng giờ và không bị tắc đường nữa. Vì thế mà chúng ta thấy là đúng là cái phương tiện tàu điện trong trong thành phố là một cái phương tiện rất là hữu ích đúng không ạ? Ad cũng sợ sấm chứ, nhưng mà hy sinh vì các bạn, có thể là ngồi đây cập nhật để các bạn thấy tàu điện rồi chạy qua này, khung cảnh cũng lãng mạn đấy chứ. Bên cạnh những cái sấm sét rồi dữ dội thì chúng ta thấy là tàu điện chạy trong mưa trông cũng có vẻ lãng mạn một chút đấy chứ. Hòa Bình cũng sấm sét kinh khủng kìa, Hà Đông tưởng tưởng độ kiếp ấy. Hôm nay đúng là ông trời không thương Hà Nội một chút nào. Hà Nội hôm nay buổi sáng sớm mà đã mưa to, ngập úng rồi sấm sét dữ dội như thế này khiến cho mọi người đi làm rất là vất vả. Chiều có tạnh không ép là khả năng là chiều thì sẽ ngớt các bạn nhé. Mưa sẽ bắt đầu ngớt trong khoảng trưa nay rồi, đến chiều thì sẽ đỡ hơn. Các bạn mà có những hình ảnh đẹp về mưa, về ngập, về các thứ thì các bạn cũng có thể gửi về fanpage các bạn nhé, để chúng tôi có thể cập nhật. Đúng là ngoài trời mưa rơi tháng 6, trong lòng rướm máu các bạn nhỉ. Bài hát của
Mưa tháng 6. Tháng 6 là cũng bắt đầu vào mùa mưa của miền Bắc rồi các bạn ạ. Miền Bắc thì mùa mưa thường kéo dài từ tháng 6 cho đến khoảng tháng 8, tháng 9 thì đó là cái giai đoạn mưa bão nhiều. Năm nay chúng ta còn ảnh hưởng của hiện tượng bắt đầu chuyển pha sang La Nina rồi các bạn ơi. Vì thế mà các bạn thấy không, năm nay nhá, bản thân năm nay mùa hè không nóng như mọi năm, chỉ có tháng 4 thôi, còn tháng 5 và sang tháng 6 là chúng ta thấy không, mưa liên tục, mưa xuất hiện nhiều. Đây là một cái biểu hiện cho thấy là hiện tượng La Nina đã bắt đầu có những cái ảnh hưởng và sẽ còn ảnh hưởng nhiều hơn vào những cái giai đoạn cuối năm các bạn ạ. Theo dự báo thì trong những cái tháng cuối năm thì năm nay có thể nhá, rất có thể là miền Trung sẽ lại mưa bão dồn dập và sẽ không loại những cái năm 2020 các bạn ạ. Vì thế mà chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp mà ứng phó từ sớm. Những cái người dân mà ở những khu vực thường mưa bão ngập lụt thì các bạn cũng chú ý có những cái biện pháp phòng tránh sớm. Ví dụ như là ở Quảng Bình thì đã có những cái mô hình nhà chống lũ rất là hợp lý. Tức là khi có lũ thì nhà nó sẽ là nhà phao nổi các bạn ạ, sẽ tự nâng lên theo con lũ thì sẽ không bị ngập và sẽ không bị thiệt hại về tài sản. Sấm thì có vẻ bắt đầu cũng đã ngớt ngớt rồi đấy các bạn ạ. Mưa cũng bắt đầu nhỏ hơn rồi. Tuy nhiên thì vẫn sẽ còn mưa trong một vài chục phút tới. Anh em không đi làm à? Khả năng là anh em này đang, các bạn đang xem live thì chủ yếu là ở các tỉnh khác, chứ Hà Nội thì Quốc Sang nghĩ là giờ này các bạn cũng vẫn đang trên, nhiều người đang phải ở trên đường, vật lộn ở trên đường chứ chưa đến được cơ quan đâu. Rất may là chúng ta thấy là đợt này thì học sinh đã bắt đầu nghỉ hè rồi. Vì thế mà cũng sang nghĩ là cái lượng phương tiện nó cũng không còn đông đúc vào buổi sáng như cái giai đoạn trước. Vì là các bạn học sinh đã nghỉ hè thì bố mẹ cũng sẽ không cần phải đi quá sớm. Cũng như là các bạn ở nhà thì cũng sẽ an toàn hơn trong cái mưa dông như thế này các bạn nhỏ. Tuần này các bạn ơi, trong tuần này thì thời tiết sẽ liên tục có mưa các bạn nhé. Mưa đáng chú ý đó là như các bạn nào mà đã xem thông tin dự báo thời tiết sớm dài hạn, các bạn chú ý thường nhé. Chúng tôi sẽ có bản tin cập nhật dài hạn một tuần vào tối chủ nhật hàng tuần và bản tin 19:45 tối chủ nhật hàng tuần. Thì trong 19:45 tối ngày chủ nhật vừa rồi thì Quốc Sáng cũng đã có làm bản tin đó, và Quốc Sáng cũng đã có thông tin là sẽ có mưa to từ ngày thứ ba cho đến ngày thứ năm. Tức là Hà Nội sẽ có mưa to từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm và cả miền Bắc nữa. Mưa to từ thứ ba đến thứ năm. Và mưa thường dồn dập nhất là về chiều tối, này đêm và sáng. Các bạn chú ý nhé, sẽ còn mưa to từ hôm nay. Tức là hôm nay là thứ tư rồi, nhưng mà sẽ mưa to thường là sẽ chiều tối và đêm từ thứ ba cho đến hết ngày thứ năm cơ. Tức là sẽ còn mưa trong hôm nay, ngày mai nữa. Và thường sẽ xuất hiện về chiều tối và đêm cũng như buổi sáng. Khi mà chúng ta cũng chú ý cái điều đó. Năm nay thì thực sự là một năm mà mưa nhiều các bạn ạ, nó mưa nhiều hơn so với mọi năm. Và một số những cái mặt tiêu cực thì chúng ta cũng đã thấy là mưa thì sấm sét rất là dữ dội đúng không? Rất là nguy hiểm khi mà chúng ta ở ngoài đường này, rồi là ngập lụt này, rồi là có thể sạt lở nữa. Một số khu vực ở vùng núi phía Bắc cũng đã ghi nhận cái hiện tượng sạt lở trong những ngày của đầu cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này, và cũng đã có những cái thiệt hại về người. Các bạn cứ chú ý là mưa sẽ còn kéo dài từ nay cho đến hết thứ năm các bạn nhé. Sét đánh quá là ác đúng không ạ? Bắt đầu ngớt ngớt mưa rồi các bạn ạ. Bắt đầu ngớt rồi này. Và sấm sét cũng đỡ dữ dội hơn rồi. Hoặc là cái khu vực nhà Quốc Sáng thì đang ngớt, tạm ngớt. Nhưng mà theo cập nhật của chị Mai Ngọc nhé. Chị Mai Ngọc cập nhật thì ở khu vực Hai Bà Trưng thì mưa vẫn to. Các bạn ơi, các bạn ở khu vực các bạn hiện tại còn mưa to không? Như hiện tại khu vực Thanh Xuân, Hà Đông, Nguyễn Trãi, như nhà Quốc Sáng đây là bắt đầu ngớt rồi này. Sấm sét cũng đỡ hơn rồi. Các bạn ở đâu các bạn có thể cập nhật cho Quốc Sáng biết nhé. Các bạn ở khu vực các quận khác. Sắp tạnh chưa shop à? Khả năng là sẽ tạnh trong khoảng một tiếng nữa các bạn ạ. Một tiếng nữa thì sẽ tạnh hẳn. Một tiếng nữa.
Vì những cái trận mưa dông lớn như thế này thì mây dông nó sẽ phát triển mạnh nhất là trong khoảng một tiếng đầu, sau đó thì sẽ ngớt dần. Yên Bái bắt đầu mưa to dã man đây này. Đúng rồi. Hôm nay thì như cô sáng nói là từ thứ ba, từ chiều tối và đêm ngày thứ ba, tức là chiều tối ngày hôm qua đấy, kéo dài cho đến hết đêm thứ năm thì sẽ là cái giai đoạn mưa cái to ở khu vực miền Bắc nhá, cả miền Bắc các bạn ạ, chứ không chỉ riêng Hà Nội đâu mà nhiều nơi của miền Bắc sẽ đều có mưa. Và đó thì mưa nhiều như thế này thì các bạn cũng chú ý có những cái lịch trình kế hoạch phù hợp khi mà chúng ta ở ngoài đường, phải di chuyển ở ngoài đường thì chúng ta cũng sắp xếp cho phù hợp. Ở tận Hưng Yên nghe tiếng sấm à. Nam Từ Liêm tương từ 6 giờ kém giờ đến vẫn sấm sét này. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn cũng thấy một cái mặt tích cực đúng không, là năm nay thì mưa nhiều thì chúng ta cảm thấy là cũng dễ chịu hơn phần nào trong cái mùa hè nóng bức của mọi năm. Thì giờ này á, mọi năm tháng 4 hay tháng 5 mọi năm nó phải 4 mấy độ C ở Hà Nội các bạn ạ. Còn năm nay cái mức nhiệt cao nhất ghi nhận được Hà Nội cũng chỉ là khoảng 37 độ, mà cũng chỉ là 1-2 ngày thôi, không kéo dài. Có vẻ như là mưa lại các bạn ơi, lại mưa rào to hơn này. Và lại bắt đầu có tiếng sấm rồi. Phải trong một tiếng nữa cơ các bạn ạ, các bạn cứ cứ xem một trong khoảng một tiếng nữa thì mưa mới ngớt được. Chứ còn hiện tại bây giờ nó chỉ tạm thôi, nó cứ có lúc to lúc nhỏ vậy. Tây Hồ vẫn mưa gió bão bùng với này, admin ơi đây này, bạn Trần Nhật Huyền vừa cập nhật đây này. Đó thì tại vì mưa nó di chuyển các bạn ạ, mưa nó, vùng mưa nó cũng di chuyển ra các khu vực khác nữa. Nó đang di chuyển ra các khu vực trung tâm nhiều hơn. Còn bây giờ cái khu vực gần ngoại thành như là Quốc Sáng ở là khu vực Thanh Xuân này thì nó cũng đỡ hơn rồi. Nhưng mà những quận trung tâm thì nó vẫn đang mưa to nha. Ghi nhận là các bạn ơi, hôm nay đúng là thực sự là ai mà để ý thì hôm nay sét sẽ đánh rất là nhiều. Và theo ghi nhận là đã hàng nghìn cú sét đánh xuống rồi. Long Biên không sấm sét à? Sét đánh mà là đài vẫn like. Vâng, like nhưng mà có sáng được cái cũng không dám ra đường các bạn ạ. Vừa nãy là cũng định lao ra đường để quay ngập các thứ rồi đấy. Nhưng mà cũng hơi nguy hiểm quá. Khuyên các bạn ở trong nhà mà mình lại lao ra đường thì cũng không hợp lý. Thì có sáng cũng vẫn là ngồi ở trong nhà để like, để cập nhật thông tin cho các bạn đây. Vẫn quay được mưa ở bên ngoài trời đây. Bên VTV24 9 ca mắt cơ à. Chắc là VTV24 thì đã kịp ra ngoài đường để có thể cập nhật cụ thể rồi. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm cho những phóng viên ngày hôm nay mà phải lao ra đường để cập nhật cho các bạn ấy. Mưa có phải cả tầm tiếng đó bạn ạ. Bạn Minh Toản ơi, công viên Cầu Giấy đang ngập cục bộ. Vâng, một nhiều khu vực ở Hà Nội đang ngập cục bộ rồi. Chữ trời này mà ra ngoài đường live thì cũng hơi nguy hiểm các bạn ạ. Tại vì từ các cầm điện thoại live cũng không phải là cái phương án an toàn các bạn nhé. Tại vì là ở ngoài đường khi chúng ta cầm điện thoại mà sấm sét như thế này thì cũng là một cái vật thu hút sét rất là nhiều. Và có nguy cơ bị sét đánh nữa. Vì thế mà trong những ngày như thế này thì chúng tôi cũng khuyên là nên đảm bảo an toàn tính mạng trước. Còn cái việc cập nhật thì chúng ta cũng... để nó làm thế nào để chúng ta có thể một cái phương án an toàn. Ví dụ như chúng ta đứng ở trong những cái khu vực cao giáo rồi là có mái che thì chúng ta lai ra ngoài đường thì hướng máy ra ngoài đường thì không sao. Nhưng khi chúng ta đứng giữa ngoài đường thì cũng hơi nguy hiểm các bạn ạ. Đang mưa các bạn nhé, vẫn chưa hết mưa đâu ạ. Và đường Nguyễn Trãi lại bắt đầu là tắc rồi các bạn nhìn thế này. Cái lượng phương tiện bắt đầu ùn ứ ở đằng bên kia đường các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, di chuyển rất là chậm.
Chỉ có những ai đi tàu như này thì lại là sướng này. Hôm nay những ai đi tàu điện trên cao của Hà Nội thì lại là một cái phương án rất là hợp lý, hợp tình, hợp lý đúng không ạ? Và thì rất là hy vọng là trong những cái thời gian tới thì Hà Nội sẽ có nhiều những cái tuyến đường sắt trên cao như thế này để chúng ta có thể di chuyển. Thanh Trì có người bị sét đánh ạ. Ôi dồi ôi, đấy, rất nguy hiểm luôn. Có cây đổ lên một xe ô tô à, không biết Mai Hoa ở đây là khu vực nào à. Vẫn còn mưa trong khoảng một tiếng nữa các bạn ạ. Các bạn có kế hoạch đây này, các bạn nhìn thấy mây vẫn rất là nặng này. Trời vẫn nhiều mây âm u lắm, nhiều vẫn rất là nhiều mây ẩm gây mưa. À, các bạn ơi, cô Sáng chắc là sẽ kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây, sáng sớm hôm nay ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ có những cái, mặc dù mưa nhưng chúng ta cũng hy vọng là tất cả mọi người đều an toàn và có thể di chuyển được đến cơ quan làm việc một cách thật là an toàn này và nhanh chóng. Và ngày hôm nay thì cô Sáng nghĩ là có đến muộn thì cũng không sao đâu. Mọi người sẽ châm trước cho thôi vì mưa to gió lớn và sấm sét như thế này thì sẽ... không ai có thể trách chúng ta được. Và theo dự báo thì như Quốc Sáng đã chia sẻ thì theo dự báo thì từ nay cho đến hết ngày mai thì Hà Nội sẽ và miền Bắc sẽ vẫn còn mưa nhiều về chiều tối, đêm và sáng các bạn nhé. Và còn cơn mưa hiện tại thì sẽ còn kéo dài trong khoảng gần đến trưa thì mới tạnh được. Hy vọng là các bạn đã kịp được thông tin những thời tiết cho mình, cập nhật thông tin đấy cho mình và hãy thường xuyên theo dõi những cái bản tin thời tiết để chúng ta có những cái kế hoạch chủ động hơn. Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống đúng không các bạn? Các bạn thấy mưa to hay là nắng to cũng đều ảnh hưởng đến cuộc sống cả. Vì thế mà chúng ta thấy là thông tin thời tiết cũng rất là hữu ích và rất là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà mọi người hãy thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết trên sóng VTV này. Cũng như là ở trên YouTube dự báo thời tiết VTV, chúng tôi cũng rất nhiều bản tin và cả livestream nữa và trên fanpage dự báo thời tiết VTV. Còn bây giờ thì Quốc Sáng cũng phải kết thúc buổi livestream ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.